Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Hồi ký lính đặc công qua giọng đọc Hoàng Sơn. Sau đây mời toàn thể quý vị cùng đón nghe. Khoảng 15 phút sau, tôi nghe có tiếng vịt ăn lúp xúp ở dưới bùn, nhưng rồi lại xa dần. Một lúc sau có tiếng người lội bì bõm nhưng rất nhẹ nhàng đang tiến sát gần hai chúng tôi. Là một cô gái tầm sào chân vịt, tôi khẽ thò ra đánh hiệu. Cô ta lui tới gần, ngé phớt qua rồi nói: "Hai chú là giải phóng à? Tôi được cơ sở giao đi tìm hai chú." Nhưng cô gái chỉ nói vậy thôi rồi bỏ đi luôn. Nghe cô gái nói vậy, tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa. Sức cùng lực kiệt rồi, lại thêm không biết đi đường nào, mệt mỏi, không biết giải thế nào. Chứ tôi đã ngấm đòn, đau ê ẩm suốt cả người, muốn cựa quậy nâng tay mà cảm thấy không được. Hình như toàn thân đã tê liệt, không cử động nổi. Lật đầu tôi ngó sang, thấy Dành cũng như đang thiếp đi, mắt nhắm chặt. Lúc vận động tránh địch, lúc lăn bò, đi ra khỏi ấp chiến lược, không hiểu lấy sức ở đâu. Chứ giờ tôi thấy khó mặc cho trời, tôi cũng thiếp đi. Một thời sau, lơ mơ tỉnh dậy, tôi nghĩ lúc này xác định không thể để lọt vào tay địch được. Những lúc hiểm nguy ác liệt khó khăn mà vẫn còn vượt qua được, tại sao bây giờ lại nghĩ phó mặc cho trời? Chỉ hiểm nỗi sức lực nó như rời đâu hết rồi. Lúc này Dành bên cạnh tôi cũng đã tỉnh. Tôi ngó sang Dành, ý như ra hiệu: "Mày thử cử động chân tay xem nào." Có lẽ cậu ta hiểu, thấy hơi động đậy. Tôi thì thào với Dành: "Có lẽ toàn thân tao tê liệt cả rồi. Sau mấy ngày vật lộn chui lùi, vượt qua bao vòng hiểm của địch trong căn cứ địch, giờ chắc trong người có vấn đề rồi." Dành hơi cử động, cũng thì thào: "Tao thấy bình thường rồi, không sao, chỉ bị đau chỗ vết thương thôi." Rồi tiếp: "Tao thấy đau nhiều, giờ cũng như quen rồi, không như lúc ban đầu đâu." Tôi lại khẽ bảo: "Dành à, hình như tao đang bị đau đầu." Dành đưa tay lên trán tôi, Dành chợt kêu khẽ: "Sao đầu mày nóng vậy? Có lẽ bị sốt rét lại hỏi thăm mày rồi." Tôi lại thì thào trả lời như chẳng nghĩ. Tự nó bật ra: "Không phải sốt đâu, mà tao thấy không thể cử động nổi rồi. Mày kiểm tra súng đạn cho kỹ, sẵn sàng nếu có địch tới thì phải dành một quả lốc mít cho hai chúng ta. Giờ thì tao không thể nữa rồi." Rồi thấy người như nặng dần, tôi chìm vào giấc. Thôi lại kệ vậy. Một hồi sau lại sang chiều, tôi lại chợt tỉnh vì Dành khẽ đập nhẹ: "Có hai người đang hướng về ta, kéo theo cái xuồng." Quay bên thấy Dành đang ghé chăm chú về một hướng. Cậu ta bảo tôi: "Không phải địch, không thấy súng, là hai người phụ nữ thì phải. Riêng cái việc nhìn người cũng phải học chán, nhìn qua cũng phải phán đoán được xem là như thế nào. Nhưng cái để nói được, cái nghĩ trong đầu thì quả là khó, nên cậu ta nói như vậy." Sau đây tôi ghé nhìn, thấy quả đúng là như vậy. Không nói sai, vì sao lại thế thì khó, kiểu vậy. Một lúc sau, nghe có tiếng loạc xoạc, tiếng chân lội bì bõm nhẹ nhàng. Hết sức, tôi xoay người về hướng và ngó theo. Thấy hai cô gái vừa cúi sát mặt bùn dưới những cây dạ của lúa vừa gặt, vừa đẩy kéo xuồng để tránh trốn, hạn chế địch phát hiện từ xa. Hai cô đến nơi thở hổn hển, nói nhẹ nhẹ: "Mệt quá hai chú ạ, à. Đồng không có nước, nước đang dòng. Chúng tôi được phân công đi tìm và đón hai chú đây." Sau này tôi được biết rõ hơn câu chuyện xảy ra bên lề hai chúng tôi. Xin được thông tin thêm để có liền mạch và mọi người cùng rõ. Đấy là khi bọn địch phát hiện có Việt Cộng xâm nhập kho xăng dầu, thì chỉ sau vài tiếng, trên hệ thống kỹ thuật thông tin vô tuyến của ta đã bắt được tên địch thông báo cho nhau. Sau đó lại có tin đã bắt được và bắn chết một người. Thông tin này phía Trung ương Cục Việt Nam và các cơ sở trong nội đô Sài Gòn tập trung liên tục theo dõi. Các mặt báo chính quyền Sài Gòn sau cũng đưa tin, nhưng không có hình ảnh bị bắt sống, mà chỉ có tin chữ trên mặt báo. Chính việc nhanh nhẹn của báo chí chính quyền Sài Gòn đã phần nào cứu mạng hai chúng tôi. Nếu quả đúng theo kế hoạch chui vào điều nghiêng ngon lành, thì chúng tôi sẽ theo cái lối giấu vào, quay ngược lại ra cái chỗ giấu bộ bơi,
rồi ngược tiếp đến cái chỗ điểm hẹn quý ước. Nhưng động dần dần như này, rồi thì Chiên chắc cũng tính, giặc phát hiện quầy bắt thì chắc chắn không chạy theo lối cũ được. Mà nếu không có tin hình hoặc tin tiếng thì có thể thoát ra nhưng sẽ lạc ở đâu đó. Chính vì thế, ngay sau đó Chiên đã bố trí cơ sở xung quanh, đi ra tìm, coi xem chúng tôi bị lạc ở đâu. Trung ương Cục miền Nam lệnh cho K10 là nhóm của ông Sáu Tiệm phụ trách truy tìm tung tích tôi và Dành. Địa bàn tìm kiếm của chúng tôi mở rộng lên đến huyện Cần Giờ. Vì đoán được hai chúng tôi không thoát theo đường ra biển được, vì nếu thoát ra đường đó thì bị tàu tuần tiễn biệt kích lùng sục bắt sống, tiêu diệt, hoặc không thì sóng đánh mạnh chỉ làm mồi cho cá. Các cô gái chăn vịt kia là người của ta, được lệnh tức tốc ra quanh khu vực cô được giao. Thấy chúng tôi, cô nhào về báo ngay, chứ không phải là không quan tâm đến chúng tôi. Và còn có thêm những người khác, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì tôi không hay rõ. Giữa ngụy trang xong, tôi khẽ bảo hai cô gái: bê hộ chú này bị thương lên xuồng trước, có gì hai cô đưa tôi lên sau. Dành được cho lên trước, nhưng đến lượt tôi thì hai cô bảo: sao chú này cứng đơ vậy, mà hình như sốt cao lắm. Nhưng rồi hai cô cũng vẫn tôi lên được xuồng. Hai thằng nằm đã gần hết cái lòng xuồng. Trên xuồng có một cái bịch nhỏ, Dành gối đầu lên cái bịch đó, chắc đựng mấy cái gì đó. Sau khi hai đứa chúng tôi lên xuồng, hai cô gái tiếp tục dạp xuống mặt bùn, một người kéo đằng trước, một người đẩy đằng sau, cứ thế đưa ra tận bờ kênh. Cái vùng miền Nam này, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, cũng có cái hay, lợi được cái là xuồng dễ đi. Chứ mà ở vùng khô thì làm gì mà lôi tha được hai ông đặc công lấm lem bùn đất này đi xa được. Nằm trên xuồng, tôi và Dành nghĩ: sống rồi, anh em không có quên mình. Đầu tôi khi nãy thì nhức ong ong, giờ lên trên xuồng như có thuốc lạ, tự nhiên nó êm trở lại. Sực nhớ là Dành bị vết thương ở mạn sườn, tôi hỏi: hai cô có ai biết sơ cứu không? Đồng chí này bị vết ở mạn sườn, người toàn bùn đất mà Dành lại cứ ngoẹo đầu nằm im, không chắc hai cô biết chúng tôi có bị sao không. Lúc ấy ai cũng nghĩ là đi thật nhanh đến kênh cho an toàn, chứ cả một đống ở trên đồng mênh mông như thế này, máy bay trinh sát hoặc thằng địch nó mà dòm thấy, nó nghe thấy thì có mà chạy đằng trời. Một cô trả lời: có chú ạ, chú bị viêm ở đâu? Rồi thấy có tiếng vật bùn đất, vật nước sơ qua, giờ cái miếng vải áo lính tôi sẽ băng cho Dành và cô lau vết thương. Cái bịch khi nãy đựng một số thứ, có cả nước dừa, bông gạc gì đó. Thấy cô rửa nước chống khuẩn bằng sơ, nhưng lại rồi thấy cô ta kêu: trời ơi, chú bị nhiễm trùng rồi, nước vàng đang chảy ra này. Một thoáng cái vết nước đã chảy ra cái bông gạc bên ngoài chỗ vết thương chỗ Dành. Nhưng thế vẫn còn may, thế cũng là tốt rồi. Dành nói gì đó với hai cô gái về chuyện đó. Hai chúng tôi sau đó nằm yên trên xuồng để hai cô gái đưa đi. Nhưng có một chuyện mà đến nay không thể quên được. Hai chúng tôi vào trận điều nghiêng này, che thân chỉ có mỗi cái quần đùi và cái mũ trùm ngụy trang. Giờ chỉ gối quần đùi, nó là quần chứ loại ngắn, và bó sát. Quá trình lăn lê bò toài, vướng kẽm gai rồi lại cọ sát, nên giờ rách bươn, hàng họ lộ hết, không có cái gì che. Cũng may có bùn đất che ở lớp ngoài, nên chắc chỉ nhìn thấy lờ mờ hình thù. Nhưng bình thường chắc cũng xấu hổ lắm đây. Nhưng hai cô gái có lẽ cũng quen nên cảm thấy bình thường. Có lẽ một cô cũng hiểu ý, thông cảm hoàn cảnh, hoặc cũng có thể ngụy trang cho kín đáo cũng nên. Thế nên cô này vội vào sát bờ kênh, vặt lá dừa nước phủ lên chỗ hàng họ, nơi không mảnh vải ấy. Nhưng lá dừa nước thì che cũng như bằng không. Một lát, một cô hỏi: mình tính đi về đâu vậy? Cô kia trả lời là: ta về Gò Công cho gần. Nghe vậy tôi mới nói: đề nghị hai cô đưa hai chúng tôi về chợ gạo, nơi đó có vùng giải phóng, còn Gò Công cơ sở mỏng lắm hai cô ạ. Tuy có hơi xa nhưng sẽ an toàn hơn. Đột nhiên tôi lại lên cơn sốt. Tiếng một cô nói: chúng em được lệnh đưa hai anh về Gò Công. Tôi lại nói: vì đồng chí này bị thương cần điều trị gấp, chứ về Gò Công tôi e không đủ điều kiện. Thoáng có chút ngần ngừ, nhưng rồi giọng nói của hai cô gái ban nãy lại cất lên: như vậy nhá, kế hoạch là vậy,
Nhưng hai chú đề nghị thế này, nếu có vấn đề gì, hai chú phải bảo lãnh cho chúng em đấy. Sau cái giọng nói của người con gái ấy, chắc mọi cái khó khăn trong đầu đã được dẹp qua. Cơn sốt sực đến, tôi nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ. Chắc bên cạnh anh bạn dành cũng đã ngủ. Cái đau, cái mệt, cả đói nữa, cơn sốt như đã thắng chúng tôi. Cô gái đưa hai chúng tôi về đã thấy tình hình vết thương của Dành khá nghiêm trọng. Trong đó thực ra tình hình của tôi còn nghiêm trọng hơn. Tôi sẽ nói sau, nên với đề nghị hai chúng tôi đã được cô gái chấp nhận. Còn một cô thì có lẽ là người của địa phương thì không có ý kiến gì. Cô này chính là người biết sơ cứu. Theo kế hoạch có lẽ 6 tiệm muốn đưa chúng tôi về lại Gò Công. Nhưng với thực tế tình hình, hai cô đã đưa chúng tôi về chợ gạo rồi tính tiếp. Vùng chợ gạo khi bấy giờ là vùng giải phóng, nên tôi chắc là an toàn và có điều kiện tốt hơn để chữa trị. Quá trình về, có lẽ tôi sốt mê man nên lúc đi cứ chập chờn, thi thoảng tỉnh, có lúc được cơ sở cho ăn cho uống, sau rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cái đầu khi bấy giờ không còn ghi lại được những gì đang diễn ra. Về được đến chợ gạo, hai tôi đưa ngay chúng tôi xuống trạm giá của huyện. Tại đây, hai cô bàn giao chúng tôi cho người ở đó và nói: hai chú này bị thương nặng lắm và kiệt sức nên khẩn trương cấp cứu. Việc đầu tiên là tắm rửa cho sạch sẽ. Địa phương cho hai má khoảng ngoài 50 và hai y tá đun nước ấm để tắm rửa. Nhưng chúng tôi không thể nào tự làm được. Các má các chị đã rửa sạch những vết bùn đất bằng cách tiềm ẩn, nhẹ nhàng gỡ bóc từng tí một rồi mới tắm rửa. Bỗng má tắm rửa cho tôi kêu lên: chú này bị làm sao mà có vết dao cứa khắp người thế này? Do tiền nhập và lúc thoát ra ngoài nên bị những lá dao của kẽm gai cứa cắt đứt thịt ra. Rồi má lại kêu: chú này các vết bị nhiễm trùng cả rồi. Mà mình mẩy chú nóng quá, sốt cao nữa, khẩn trương rửa nước sát trùng cho chú này. Các cô y tá ơi. Sau khi được tắm rửa, tôi được cáng vào nằm trong phòng. Đến lúc này tôi lại thấy rét run, chứ có thấy nóng như má nói đâu. Tôi lập bập kêu: má ơi, con lạnh lắm má ạ. Cho con đắp chăn, cho con đắp chăn với. Đấy, cái bệnh sốt rét mà mọi người đã nghe là nó đấy. Cái bệnh sốt rét lúc này nó phát thì bên ngoài nóng, nhưng trong người lại rất lạnh, run bần bật. Ai đã từng mắc sốt rét khi vượt Trường Sơn được nếm mùi loại sốt này thì có đắp 10 chăn, 3-4 người đè lên vẫn rét run bần bật, có khi đánh bật người đè chặt lúc sốt lạnh. Dành chỉ bị cái vết thương ở mạn sườn là nặng, hóa ra cậu ta không xây sức nhiều như tôi. Như vậy lúc này bệnh tình tôi còn nặng hơn cả Dành. Sau này tôi mạnh coi lại thấy nham nhở khắp người, thì rắc khi ấy rách thịt cứ tứ chi mình mẩy. Ngày đêm hôm đó tiệm đến chỗ hai chúng tôi, ông sốt ruột yêu cầu địa phương dùng hết nguồn lực để chữa trị cho chúng tôi. Thuốc men cần gì thì báo cơ sở ở trong thành, sẽ hết sức kiếm và chuyển ra. Danh kể lại, khi tôi mê man, tao được băng bó xong, ăn uống nghỉ ngơi thì vẫn tỉnh táo, còn mày, tao thấy cuốn băng đầy người, trông như một cục bột, lại đang cơn mê sàng vì sốt rét. Hỏi cô y tá, cô cho hay chú đó bị nhiễm trùng do nhiều vết thương kẽm gai gây nên và cả bị sốt rét nữa. Sáng hôm sau tôi mới tỉnh dậy, khá hơn một chút nhưng vẫn còn yếu, đầu cảm thấy nặng, tai như có tiếng ù ù trong đó từng cơn, nhưng mở mắt cũng đã thấy xung quanh. Lúc bấy đang tuổi sức, chứ nếu mà cỡ tuổi này thì không biết ra sao. Ông sáu tiệm không thấy mặc bộ quần áo cà sa nữa, mà mặc bộ áo bà ba đen, đội cái mũ tai bèo của quân giải phóng. Ông động viên hai chúng tôi là cố gắng chữa trị, ở đây khoảng một tuần rồi tính tiếp. Khi lúc ấy nhiệm vụ mà hai chúng tôi thực hiện cần được báo cáo lại, nhưng do đang mệt nên chưa thực hiện được. Tôi sẽ nói ở phần cuối cùng đoạn này. Nói là bệnh xá địa phương, nhưng chẳng khác gì bãi tạm nghỉ của các binh đoàn hành quân ra trận trên dãy Trường Sơn, chứ không có đâu là nhà hộp có giường inox, máy móc như bây giờ. Tuy là vùng giải phóng, nhưng các đơn vị đóng quân dọc theo bờ kênh dưới tán cây xanh. Ai có tăng võng mắc vào các cây,
còn không thì trải ni lông nằm đất. Còn hầm hố cũng có nhưng không nhiều. Vùng giải phóng chỉ khác là không có lính đóng, lùng sục, chứ còn sinh sống thì cũng tựa tựa. Nhân dân sinh sống ở vùng giải phóng vẫn phải ra vùng tự do để mua những hàng thiết yếu hay mở tiệm buôn bán, nhưng phải làm nhà ở giữa đồng, không dám vào nông, tức là kênh của Nam Bộ. Nhiều lúc để cho yên với tụi giặc trời do chúng giáo giết kiểm soát mà vẫn phải bắt treo cờ ba que trên cành để che mắt chúng. Tôi và Dành lúc đầu chưa có võng móc nằm nên phải trải ni lông cho nằm đất. Lúc đầu cũng sợ, biết đâu có rắn chăn dưới kênh bò lên thăm hỏi. Nhưng qua vài đêm cũng quen, vì chiến trường mà, đâu phải như lúc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa hay như ở trong nhà mình. Dành vết thương đã ổn định trở lại, đi đứng bình thường, thỉnh thoảng nhân lúc mấy cô y tá rỗi cũng tán chuyện với mấy cô y tá trẻ. Còn tôi do các vết cứa của dây kẽm gai nên cũng còn rất mệt, nhưng sau thì cũng ổn định. Mấy ngày sau thì đã đỡ. Tôi cùng Dành ra ngoài đồng, vào các nhà dân thăm hỏi trò chuyện, và cũng có dăm câu chuyện khá hay về những hôm như vậy. Có hôm hai chúng tôi đang trò chuyện ở ngoài nhà dân, ở giữa cánh đồng, bỗng có ba thằng lính ngụy vác súng đi tới. Chủ nhà chợt thấy hô to: "Lính tới!" Ba tên lính ngụy nghe thấy không hiểu mô tê gì, hốt hoảng bỏ chạy, cho hai chúng tôi cũng hết hồn. May mà ba tên lính bỏ chạy, chứ mà nói sộc tới không biết xử trí thế nào. Khi bấy mỗi mình Dành vác khẩu K54 trong người, còn tôi lại đi tay không. Lại thêm một lần hú hồn nữa mà bây giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy toát mồ hôi. Trong lúc đang chờ cấp trên chỉ thị, hai chúng tôi cũng ổn định các vết thương chờ ngày lên đường, nên buồn tình mượn xuồng của dân dạo chơi một chút. Hai thằng lớ ngớ lại vì mải trò chuyện không để ý nên xuồng bơi đến sát bốt địch. Cùng lúc đó cũng có bốn thằng lính bơi xuồng ngược chiều nhau đến sát gần, còn khoảng cách 5 mét. Hai bên cùng trông thấy, tự động quay xuồng trở lại, không bên nào bắn bên nào. Câu chuyện này một số bà con ở hai vùng đều biết, thành câu chuyện đàm tiếu của người dân hai huyện Gò Công và Chợ Gạo lúc bấy giờ. Những lúc ấy chạm địch thì cái khẩu K54 của Dành mang theo chỉ gãi ngứa cho chúng, dùng tiểu liên mà nó quạt thì 2-3 loạt là chúng tôi xong đời. May là thế, vùng giải phóng thực ra ta gọi là vùng cài răng lược, từ mà báo chí thường dùng trong thời kỳ kháng chiến. Bởi vậy dân thường, đàn con gái đi lại bình thường ở vùng tự do ngụy và vùng giải phóng của ta. Còn tập quán nhân dân Nam Bộ, nếu là vợ chồng đi chung xuồng thì chồng ngồi phía sau mũi, cầm rầm và cầm lái. Còn không phải vợ chồng mà có trai gái ngồi cùng chung xuồng thì con gái thường ngồi phía sau mũi cầm rầm. Bởi vậy nhiều lúc hành quân trên xuồng du kích, nếu có con gái là họ cầm rầm với cái lái, còn phía trước nếu có rầm thì ai đó cùng bơi rầm đỡ cho xuồng đi nhanh hơn. Trong chiến tranh cũng có nhiều cái chéo ngoèo. Hai lần chạm địch nói trên cũng khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Chắc họ cũng là người ở vùng ấy, vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải khoác lên người bộ quần áo lính mà thôi. Chứ trong họ, bỏ cái áo ấy ra cũng là như người mình cả. Bởi vậy trong kháng chiến, ở miền Nam, gia đình vừa có con theo ngụy, vừa có con theo quân giải phóng, hoặc có gia đình hai bố con ra chiến khu đi theo kháng chiến làm cách mạng, đứa con ở nhà bị bắt lính lại đi theo chính phủ quốc gia chống cộng. Đó cũng là chuyện thường của dân Nam Bộ. Chính thế, lúc bấy là thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, bọn giặc bố giáp bà con ở cơ sở cách mạng thường nằm hè nạn nộ câu, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản, ăn lương chính phủ miền Nam Cộng Hòa nhưng lại làm việc cho cộng sản. Và sau này một thời nó là nỗi đau của người dân Nam Bộ, một trong những nguyên cớ của nỗi buồn chiến tranh. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tình hình vết thương cũng đỡ và sức khỏe đã bình phục. Ngày lên đường về cứ đã định, có hai phương án 6 tiệm đưa ra. Đi theo con đường cũ, hết ít nhất là 4 ngày, vì phải đi vòng vèo quanh khu vực các vị trí đóng quân của địch.
có con đường chỉ đi ít nhất có 2 đêm nhưng nguy hiểm hơn. Hay chúng tôi quyết định chọn con đường nhanh nhất nhưng nguy hiểm. Đó là đi bằng con đường ngược sông Điền về xã Mỹ Hạnh Trung, Cai Lệnh. Chúng tôi đề nghị người dẫn đường đưa chúng tôi phải là nam giới để dễ ứng phó với địch khi gặp địch tuần tra trên sông Điền, tiện bề chiến đấu luôn, trốn tránh địch khi các tình huống xấu có thể xảy ra. Sở dĩ chúng tôi chọn đường thứ hai vì chúng tôi dành đường đi về con đường vượt ngược sông Tiền, vì đã có lần sang Kiến Hòa công tác, nay là tỉnh Bến Tre. Hai chúng tôi xây dựng phương án điểm thứ nhất vượt sông Tiền qua thành phố Mỹ Tho, vượt qua hai căn cứ lớn của địch bên sông Tiền là căn cứ Bình Đức và căn cứ Đồng Tâm, là hậu cứ của sư đoàn 7 ngụy. Sáng hôm sau sẽ nghỉ lại tại Long Hưng, quê hương anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm, cũng gần bờ rào sư đoàn 7 ngụy. Đêm tiếp theo cũng vượt sông Tiền, vượt lộ 4, nay là lộ 1, về xã Mỹ Hạnh Trung là xong. Nghe bọn tôi đưa ra phương án chọn, 6 tiệm xin khất ngày mai sẽ trả lời. Thế là cuộc chiến còn đang đợi chúng tôi ở phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 7 Hồi ký lính đặc công qua giọng đọc Hoàng Sơn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.